Trời ơi, ma mà bay luôn gớm vậy. Ừ. Tụi bà thấy rồi bà không sợ à? Sợ chạy chứ. Chạy luôn hả? Ờ, chạy vô chuồi đây nè. Trời ơi. Sợ đi cầu á. Là tối á, là bà mắc cầu, bà ra đây bà cầu. Đi cầu chú đây nè, rồi. Thấy luôn. Thấy. Trời rồi nó bay cho nè, rồi chỉ cho đây cho rộng cho đây nè. Mà tới vậy á, tới thấy chưa, tới chỗ cái tê á. Hàng cái tê nè, cho đây nè, đó. Cái gì hả bà? Ờ, cái tê cho đây nè, một cái điều nữa cho đây nè. Ông bà dắt con ra coi. Ờ, nè. Nghe chỗ này có mà mụ gì ông bà ngày xưa không? Ờ, có. Có luôn đây hả? Nè. Ờ, nè, thấy chưa nè, đó. Ma, cho đây là ma nè, nè, cho đây là ma nè, rồi cái tê nè. Thấy người ta chặt bớt rồi á. Ai nào cũng sơ hết cho đây nè, đó, đi cầu cho đây nè. Thấy nọc bài nổi cho gà luôn á. Đó, đó, nè, cho đây nè. Thằng nó mà đen. Mặt đen, yeah, hay nó bay một khúc đây này, hay là nó bay lên này, nó tắt cho đây này, yeah. Là nó bay lên ngọn tre luôn hả bà? Ờ. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên, Đôi Chân Lang Thang xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà, quay trở lại với núi rừng và những người đồng bào nghèo khó khăn. Hôm nay Đôi Chân Lang Thang tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình một hoàn cảnh của người đồng bào Rắc Lây. Cái hoàn cảnh này phải nói là rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Một cụ già đang ngồi đan một cái giỏ, vì quá khổ cực nên cụ làm cái giỏ đó, cụ đan, cụ bán để kiếm tiền sinh sống. Thì mời cả nhà mình đồng hành với Đôi Chân Lang Thang vào bên trong để tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh của bà như thế nào nha. Con chào bà. Bà đang ngồi đan giỏ hả? Bà đeo giùm con cái này được không? Năm 7, năm 3 già rồi nó biết kiếm ăn nữa. Vậy hả bà? Hay làm ăn á nha, khổ lắm, làm ăn bị ba, làm chiếc này nè. Yeah. Nhớ ông già đi chặt nè, ông già đau chân nè, đau hết cái quái này nè, đau hết cái này luôn ông già. Đi chặt khổ lắm. Yeah. Ăn này tiền đâu có bao nhiêu, tiền có mấy chục à, làm ba tuồng mà được một cái. Yeah. Đâu có làm một ngày hai ngày đâu có đủ. Không có đâu, ăn làm khổ ghê lắm. Bà tên gì đó, bà nha? Bà hả? Dạ. Bà tên Thôi. Dạ. Tên Thôi. Bà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? Ngày 63. Dạ, 63. 63. Tuổi với ông già. Dạ. Ông già. Tôi bằng nhau. Bác trai đâu? Hả? Ông á? Ông hả? Dạ. Ông đi về đi lấy canh heo, đi lấy cắm heo. Dạ, ông đi xe đạp. Dạ. Ở trên đây thì bà với ông sống trên đây có sống hai vợ chồng sống trên đây rồi hả? Sống ở đây lâu rồi. Dạ. Mười mấy năm rồi. Dạ. Hồi lúc ông già còn á, ông già cũng già quá rồi. Dạ. Rồi ông chết. Ông chết là con hai ông già ở đây. Sợ người ta lấy rễ đồ đót đồ á, người ta lấy cây đồ á. Ông già tầng nè. Dạ. Làm ăn bị ba chứ. Đâu có làm cái gì. Bà đang cái giỏ này thì bà bán được bao nhiêu tiền một cái giỏ như vậy? Ba tuồng mới được tiền á. Ba tuồng? Là ba tuồng mới được 350. Dạ. Nhiều con thấy không? Con nhiều lắm con à. Vậy một cái giỏ vậy là bán 350 luôn hả bà? Bà lâu lắm. Dạ. Không phải có một ngày hai ngày là có liền đâu. Ba tuồng con gà đâu lấy ăn. Dạ. Con gà đâu lấy ăn. Cái này mình đang bằng cái vật liệu gì bà ha? Cái tê. Tê hả? Cái tê chỗ đây này. Dạ. Đó, chỗ đó đó, cái kia. Con thấy đan cái này là kỳ công lắm nha. Phải tỉ mỉ mới được á. Lâu chứ cái này nè, phải ít ra làm gì á, khó lắm. Đâu bà làm thử con coi thử bà. Nè, coi nè, thấy chưa, nè, đó.
Cái này là học cho ông già hồi đó, hồi xưa quá này nha. Yeah. Hồi xưa quá, học cho ông già xưa quá rồi này, thì làm được cái này nè, chứ người ta đâu có biết. Cái này cố gắng này nha, cố gắng học, khổ lắm. Đi chặt cái gì á, đi rừng, đi đồ á, không có cái gì hết. Dạ. Vậy là mình đang cái này là 3 tuần mới được một cái. Một cái mà chưa có tính chân. Chân này nữa nè. Dạ. Là hơn. Dạ. Hơn 3 tuần. Ừ. Là mình phải làm một cái chân như ở đây nữa. Làm cái chân nữa mà bao nhiêu tiền. Dạ. Thích quá. Trời ơi, mà con quá. Con làm nữa nhé. Làm bị bà già rồi. Cái này là ở bên người đồng bào của bà là ai cũng biết đan hay là chỉ có những người mà học mới biết đan bà? Ta không có biết đâu, cái này là học cho ông già hồi xưa. Dạ. Hồi xưa rồi. Nhẹ. Còn lắm. Đó, phải nhúng nước vậy đó hả bà? Nhúng nước mà nó dẻo. Dạ. Còn nhúng nước thì nó cân lại trên đất. Dạ. Đất ở đây nè, nè. Đó, nè. Cái này gì đó nè. Còn cái này là cái gì bà ha? Nước trà bỏ đường vô. Nước trà bỏ đường vô. Ừ. Cái này uống hay là mình thay cho lên đây? Uống. Uống hả trời? Sao lại bỏ vô hũ như thế này? Hay khác nước. Bỏ đường cho đây nè. Lắc là uống. Chứ bà không có cái chai à? Không à. Không có cái chai à? Đây không à. Rồi đây là cái dụng cụ gì bà? Dụng cụ này đập cái đây nè. Nè đập cho đây nè. Nè. Đó. Sao kìa. Đập trên cho nó đều, cho nó bằng cho đây nè. 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 Rồi cục đá đẹp quá bà ơi. Đẹp chưa? Mình đập nhẹ hả bà? Đó. Ý là mình gò cho nó tròn á hả? Đó. Để đập cho đây nè, chỗ đây nè. Yeah. Đập cho đây nè. Nhé. Ồ ai. Nhé. Mình chỉ cần cái cây này thôi là làm được hả bà? Cái đây hả? Dạ. Yeah. Cái đây là ai này làm rõ chỗ đây nè. Nè, cho nên hãy làm hết cái này á. Là làm cho nó điều cho đây này. Dạ. Dạ. Thì bà làm công việc này thì ông làm công việc gì bà? Ông hả? Dạ. Ông cũng làm cái đây luôn. Là... Ông vuốt cái đây này còn này. Ông ngầm hôm này. À. Ngầm cho đây này. Là cây tre hả bà? Cây tre này. Nè. Tỉ mỉ quá cả nhà mình. Trước giờ đưa chân lên thang mới tận mắt là thấy đan cái vỏ như thế này cả nhà mình. Những cái cây tre nè. Phải gột ra mỏng, thiệt mỏng vậy mới được hả bà? Mỏng vậy mới làm được nè. Dạ. Còn mỏng sao làm, là cứng quá làm có được thôi. Dạ. Dớt cho nó mỏng, vậy đăng vậy nè. Lâu quá, chứ... Cái này mà phải kéo tay mới được rồi nha. Tay ở đất tè vừa á. Dạ. Làm từ từ làm, đó, thấy không nè. Dạ. Nè, kéo ra, kéo vô nè, nè, thấy không? Cũng khó quá hả? Khó quá. Già rồi bước đường đâu làm. Dạ. sống lóng rỡ. Cái công đoạn đầu tiên là mình phải chặt tre rồi mình ngâm trong đây bà ha. Ngâm trong cái bó, trong cái vải như thế này nè cả nhà mình. Mình có đủ nước đây không bà? Đủ nước nè, lên. Dạ. Ra thử là cái giai đoạn thứ hai là mình phải gột tre. Gột như thế này đây nè, đây nè, mở ra thử nha. Dạ. Qua thử nè bà, mở ra cho con trải nghiệm thử coi. Ôi cái le. Đó, ngâm nước ơi, phải ngâm cho mới dẻo được hả bà? Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái tre mà gột mỏng như vậy cũng là một cái... Nè, ông già ngâm hôm nè, đó, dạ. Thấy chưa? Đó, 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 đây này, giọt cái đây nè. Dạ. Này. Cái này phải điêu luyện lắm mới gột được vậy nha. Đây nè, nè. Làm thử nha, cho mấy con quay nha. Dạ. Nè. Sẽ tài nữa chưa, đất tài á. Dễ đất tài không bà? Chết chưa, chứ con sợ. Bà bị lứt lần nào chưa? Có chưa? Nè, đó, làm vậy hả? Hay quá ha. Nè, đó, nè, nè, đó. Hay quá ha. Học cho ông già nè, đó, thấy chưa? Đó, làm từ từ á nha, làm nhanh quá thì không có được đâu. Dạ. Nè. Cái nghề này thì mình học mất bao nhiêu lâu mình mới làm được hả bà ha? Ui, lâu lắm, một năm rồi. Dạ. Mình không phải kiên trì nữa chứ. Cái này là bỏ, cái này gió này, cái này ruột này, cái này gió ấy này, thấy chưa? Đó. Hay quá ha, không gãy luôn á.
tướng không gãy luôn, mỏng thiệt mỏng luôn đó. Thật là ông già á, ông á thì chặt tre để gột như thế này, còn bà thì ngồi đan hả? Ờ, mà con thấy đang. bà nói là bà đang 3 tuần mà bán có một cái à? Ờ, 3 tuần nữa. Hoa 350. Hoa ờ, hoa ông già thử. 3 tuần vậy thì 350 vậy rồi có đủ sống không bà? Đủ mua gạo, mua cá mắm đồ không? Không có đồ, con kiếm ăn bậy bà. Dạ. Chờ đâu sao được đôi. Mình lại khổ lắm. Dạ. Khổ lắm cái này, khổ lắm. Bà có con cái gì không bà? Ừ, cái một đứa ở nhà, cùng ta ở nhà người ta hết, không có ơn có mấy người. Dạ, bắt vợ là theo vợ luôn rồi hả? Ờ, bắt vợ ở trong làng á. Dạ. Vợ cũng khổ luôn. Dạ. Ừ. Có hay tới lui đồ thăm ông bà được không? Thăm. Vợ thăm chứ bữa bây giờ nè, ở nhà. Mất đi làm đi đâu không biết nữa đâu. Dạ. Ờ. Và ở đây không biết con cháu ở nhà nữa đâu. Dạ. Hôm bữa thì ví dụ như mà cái tháng mưa đồ nhà mình có bị cạn, bà có thấy ngôi nhà của bà nó bị lâu đời á, nó bị mục quá, cái bạc á. Bạc á hả? Dạ. Ở đây dột đồ không? Có chứ. Hay mưa gió đồ có. Dạ. Ở nhà. Đây nè. Đem nè, cái bạc đây nè. Thấy chưa? Hồi bữa cái con đưa tiền nè, mua gạo ăn nữa, răng mua tôn nữa. Dạ. Nè, trên ông già mua nè, 5 dạ. cái, mà mình đâu có đủ. Chuẩn bị là lợp cái máy này hả? Lợp cái đây nè, mà đâu có đủ. Dạ. Từ giờ mua cá, mua gạo ăn mấy bữa, lấy gạo một bao, ăn hết rồi. Dạ. Bữa lâu rồi mà. Ăn hết rồi. Dạ. Ăn việc ba. Ăn phai mì đỡ. Ăn phai mì đỡ. Dạ. Yeah. Không có gạo là lấy phai mì nấu ăn. Ờ, đó. Rồi. Đó, cơm đó trên xoong kìa, nấu kìa, ăn ngày mai ăn. Dạ. Đó, để cho nhập bếp á. Bà đang nấu cơm dưới đúng không? Ở đây nè. Con thấy mới đi vô con mới thấy á. Sao bà không chùm củi nữa, coi như nó tắt lửa sao? Thì tắt thì chùm lại. Tắt thì chùm lại rồi, rồi nó xin cơm làm sao? Cơm thì kể nó. Kể đó. Dạ. Là cơm bắp á, đó, đó chua bếp á. Dạ. Cơm bắp. Dạ. Mà chắc con đi ra bếp chơi đi bà đi. Đây nè, cơm đây nè. Ê dưa, từ từ á nha. Ngồi đang vậy cũng đau lưng bà ha. Ừ. Đau lưng. Nè, cơm nè. Dạ. Nè, nấu vậy không à, nè. Ngày hôm qua nè, thấy chưa nè, đó cơm vậy á, đó. Ôi, sao cơm mà sao con thấy đen thui vậy? Đen chứ đậu, nè qua nè nha, lấy đũa ấy vô. Đó, nó ăn vậy không à, nè, đó thấy chưa, đó, mai là ăn liền, nè, đó. Dạ, bà lấy đậu là trộn với cơm hả? Với gạo tổng. Nấu lên thành cơm. Ừ, phải nè gạo này nè, bắp nè. Bắp nè, bắp với đậu nè, bắp với lại đậu nè. Hồi xưa nó ăn vậy không cái nhân con. Dạ. Hồi xưa giờ? Cũng bây giờ cũng ăn vậy à. Dạ. Thì có gạo thì ăn, hay không có gạo thì nấu cái này ăn đỡ. Dạ. Đó phải mì nữa đó nấu đó. Dạ. Đó quần á, giúp con ăn hồi nãy có gạo để nấu ăn luôn. Ừ. Đây là cái nhà bếp của người đồng bào này cả nhà. Bà chặt những cái cây bà lốt vậy để cho còn bị bụi bặm nữa hả bà? Cái này là bà làm gì đây, đỡ đây làm cái gì đây? Cái này rễ nè. Rễ hả? Bán chân ta thấy ông già đi chặt nè. Chặt là bán chân ta hay bà chầm vô là bán chân bà rễ này rễ gì bà ha? Rễ ăn tàu. Rễ ăn tàu? Rễ ăn tàu nè. À, ăn trầu. Nè. Bữa nào bà chầm vô thì ông già mang đi về. Cái này mình bán sao? Ở đây hả? Dạ. 20 cái nhiêu? 20.000 một đống đây luôn á hả? Đó. Đâu có bao nhiêu? Nhìn đẹp quá hơi, nhìn nhà biết của bà đẹp quá. Đẹp chứ. Còn đây là chỗ không? Bà đây này. Rửa đồ lấy nước đồ đó, hả? Sinh hoạt đây luôn. Nè nước uống nè. Nè nước uống nè. Nước này mà lấy ở đâu? Lấy chỗ suối kìa. Lấy chỗ cây núi chỗ đây này. Trời ơi, uống vậy là bệnh luôn á bà ơi. Bệnh sao được. Uống hồi xưa rồi. Uống hồi xưa giờ luôn là nước suối không à? Nước suối không á.
Trời ơi. Ờ, hồi xưa đó, uống hồi xưa rồi nè, nè, uống đây nè, 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 nè. Trời ơi, cả nhà mình muốn nước suối rồi uống luôn cả nhà. Mà những cái chai nó bị đóng rong hết rồi. Cái đó. Sao bà không xúc cái chai đi? Trời ơi, đóng rong á. Không à, cái nó uống vậy cho nó sống. Thấy bà nuôi mấy con heo nữa kìa, bà dắt con đi tham quan chút xíu đi bà. Heo hả? Heo nè. Bà nuôi mấy con heo? Mà ba con, bốn con mẹ đó. Cái này còn nhỏ một con, mẹ hai con như là một con đực kìa. Đây nè. Dạ. Đây nè. Vô vô. Bà nuôi heo này lâu chưa? Lâu rồi đó, già rồi. Già mình nuôi rồi. Lớn mình lấy giống hay là mình nuôi mình bán bà? Mình lấy con nó, lấy con nó là bán. Đây nè, con đực này. Con đực này để giống này. Dạ. Ờ, để giống. Con heo dạ. Nhìn dễ thương quá ha. Nè. Được con heo này bao nhiêu tuổi rồi bà? Lâu rồi. 5 năm rồi. 5 tuổi rồi hả? Ờ, đó. Dạ. 5 năm rồi. Bên đây cũng thấy hai con nữa nè. Ờ, đó. Đây là con mẹ. Con mẹ con nhỏ con lớn. Dạ. Hai mẹ con à. Đó là hồi đó là con chết hết luôn. Dạ. Ờ. Thế có lẽ là đây là những con heo này là tài sản lớn nhất của ông bà đúng không? Ờ. Ờ. Dạ. Ở khu vực này thì trống trải mắc mẹ lắm cả nhà mình. Người đồng bào họ sống trên đây cũng khó khăn và khổ cực. Tài sản của bà là những chú heo. Gà đây nè, gà nè, gà ốc nè. Chúng quá trời luôn. Ờ, nè. Đã chưa? Cả nhà mình. Trứng này là trứng gà ta nè. Bà lấy những cái chè mà bà gọt ra để là lớp ổ hả? Ổ cho nó ốc đó. Chưa. Bà nuôi được mấy con gà bà? Gà hả? Dạ. Con nhỏ lớn là hết là 10 con. Dạ. 10 con. Con mẹ con già tư đồ á. Dạ. Con nhỏ quá tính chi. Dạ. Nhưng mày nó sống như mình đâu có. Dạ. Có khi nó chết nữa. Dạ. Là những đó, cái cây điều đây là bà trồng đâu đó hả bà? Ờ. Có mùa là mình thu bà, mà. Ông già hồi xưa. Dạ. Trồng cái này nè. Dạ. Ông già điên vậy nè. Ờ. Trong hồi xưa rồi. Bà cứ đây nè. À, con thấy cây điều nó có bông rồi. Tháng mấy muốn mình nói cứ điều hả bà hả? Chừng cứ 3 tháng nữa là có. Sợ nó không có tái hay là nó có tái thì đỡ mình chút đỡ ăn gạo, ăn cá, ăn đồ. Sợ nó không có tái vậy thôi. Nhưng một điều vậy thì bà thu hoạch bà bán được nhiều tiền không? Người ta chơi bán điều thì được cái này 2-3 ký. Nói vậy nè, 20 ký. 3-8 có vậy. 300 ngàn Có khi là đi móc vậy nè. Dạ. Một ngày nó rụng móc cho đây nè. Một ngày á, chân tắm đây thôi. Dạ. Đâu có nhiều. Người ta làm nước cao thì có. Dạ. Nếu cần người ta làm lớn hơn nữa, hơn cho bà già nữa. Dạ. Bà già nữa ít quá. Mình sống trên đây thì có điện đuốc gì không bà? Bà xài điện, bằng điện gì? Điện đây nè. Mua điện xe ấy á. Xe hông đá. Dạ. Đây nè. Đó bà cắm nè. Con coi thử bà, thử sáng không? Nè. Sao biết cắm nè, nè thấy nè, đâu biết cắm. Đưa con cắm cho. Cắm à, không biết cắm à. Không phải ông ở nhà, ông mới cắm được đúng không bà? Ừ. Rồi cái bình xe hông đá hả bà? Ờ, đó, xe hông đá đó, đó. Rồi mình xài cái này rồi mời thách, trời ơi, mời chân nhảy sao thấy được. Mình nào có tiền à, mua. Mình nào có tiền à, mua. Đó, yeah. Thấy không? Tớ cũng vậy. Cái này đâu có thấy đường đâu, cái này như là thách chơi vậy chứ thấy đường đâu. Đây cái nó đồ thấy ăn bình này bà mua lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi? 3 năm, 4 năm. 4 năm rồi. Rồi mình sạc ở sao? Rồi hết bình rồi mình sạc sao? Hết là ông già đem về sạc lại. Dạ, xuống làng nhờ người ta sạc hả? Tối bà ngủ đâu? Ngủ chỗ đấy. Tối ngủ đây luôn. Ngủ trong đây là gì đây? Đó. Đó. Cái kho hả? Bắp nè, gạo nè, lúa nè, cho gà ăn. Đó. Dạ. Ừ. Tối ngủ đây. Ngủ đây nè. Dạ, chạy xíu này ngủ hả? Lại chiếu cho đây nè. Hôm nay bà ăn món gì em bà? Hồi nãy ăn đây nè. Nè. Nè, đó, đã chưa? Nè, phải đó, mì hả? Phải mì nè, ăn. Không có ăn đâu. Không ăn không. Thôi. Đây lại cắt. Cũng mới ăn cơm no rồi. Đó, cây chiên nè. Ăn mì ăn đậu rồi nó không có gạo hả bà?
Nhà mình cũng hết mắm luôn hả bà? Mắm đó, mắm đây cái này thì vô nè. Dạ. Ừ. Rồi thấy thương vậy. Ăn thì cơm ăn hết hết mỗi lần mà mình tắm rửa rồi là mình tắm rửa ở đâu bà? Hả? Tắm rửa rồi hả? Ừ, lạnh quá không có tắm rồi. Không tắm hả? Không. Không tắm đâu, phải ông già, bà già trước kia nữa, bà già có của gì á. Dạ. Ừ. Lạnh quá. Thằng năng à, tắm, thằng này tắm chay. Một tháng tắm lần hay sao vậy? Tháng nắng mà tắm, tháng lạnh không tắm hả? Không à, lạnh quá. Dạ. Lạnh quá. Nhưng mà tắm thì mình phải xuống suối mình tắm với bà ha. Ừ. Ở trên đây thì cuộc sống của người đồng bào ở trên đây khó khăn lắm cả nhà mình. Ờ, có chứ, ở đây. Thường nghe. Ở đây đồ, ở đây mi thờ, nuôi gà, nuôi heo. Rồi hay có thì lấy tiền mua đồ ăn, ôm gạo ăn. Còn cái này là làm lâu quá. Lâu quá, đi kiếm ăn có được không? Lâu. Mình đang rồi, mình đem xuống làng mình bán hay là họ tự lên đây mà họ mua bà? Người ta lên. Người ta lên, ta chỗ mua đúng không? Người ta lên. Hay đem lên, người ta không có mua đâu, người ta rẻ lắm. Hay đem vô á, người ta nói thì bà già, 28 ấy. Người ta nói như vậy, không có bán đâu, đem về lại. Không vậy chứ, làm ăn cũng khó. Hồi xưa giờ ta ăn tới bây giờ luôn. Không có làm ăn thì không có ăn đâu. Làm quá mà không có cái ăn. Bây giờ già rồi này thì khỏe luôn, ở trời luôn. Không có gì làm. Tháng nắng này mình nữa thì đỡ với tháng 10 chắc cũng khó khăn mà ha. Bị dột, bị tạt rồi. Tạt vô nó ướt hết vào đây nè. Ông già nằm tới đây, bà già nằm đây. Ông già là ướt hết luôn. Tắt cho đây nè. Hồi bữa mấy con cho tiền cũng mừng cho nè, có tôn nè. Bên nào có tiền thì mua thêm nữa. Chẳng năm. Bữa là bà mua mấy tấm tôn rồi? Năm. Năm tấm không đủ hả? Không. Bao nhiêu tấm nữa mà đủ? Chừng cứ năm nữa. Năm tấm nữa. Năm nữa trời là bên đây này. Còn cái này là bên đây. Dạ. Ừ. Năm tấm là nhiều tiền bà, mua nhiều tiền không? Nhiều chứ. Bữa là ông già đi mua là 650. 650. Ừ. Dạ. Mà muốn mua ăn nữa chứ, mà mua cái đó không cũng được, mà lấy gì ăn. Dạ. Lấy gì ăn nữa. Mua hết luôn lấy gì ăn. Dạ. Nên thà mua một nửa vậy. Bữa nào có tiền thì mua lại. Mình mua một nửa để dành tiền mua gạo, mua thóc nữa. Sợ mua tôn là không có tiền để mua gạo. Mua tôn là không có đủ. Ở trên đây rồi đêm là không có đèn đuốc thì chắc buồn lắm bà ha. Buồn chứ. Không có đèn thì buồn. Mà từ đèn không có đèn thì ma cũng vô nó ra. Ma hả? Nó ra nè, hay là đi cầu, đi đò bằng đêm á. Ma nó đi á, hay là nó bay lên rồi nó bắt đầu nó tắt lại. Ma nó bay lên hả bà? Bay chỗ đây nè, đó chỗ cái điều á. Trời chỗ nào rồi, rồi là chỗ đây nè. Đi tí đi. Ghê vậy? Là bà thấy luôn hả bà? Thấy chưa. Trời ơi, ma mà bay luôn gớm vậy. Rồi bà thấy rồi bà không sợ à? Sợ chạy chứ. Chạy luôn hả? Chạy vô chòi đây nè. Trời ơi. Sợ đi cầu á. Là tối á, là bà mắc cầu, bà ra đây bà cầu. Đi cầu chỗ đây nè, rồi. Thấy luôn. Thấy. Rồi nó bay cho nè, rồi chỉ cho đây cho rộng cho đây nè. Mà tới vậy á. Đó, thấy chưa, đó, chỗ cái tê á. Hàng cái tê nè, cho đây nè. Đó, đó. Cái gì hả bà? Cái tê cho đây nè. Một cái điều nữa cho đây nè. Ông bà dắt con ra coi. Nè. Chỗ này có mà mụ gì ông bà ngày xưa không? Có. Có luôn hả? Nè, thấy chưa nè, đó. Ma, chỗ đây là ma này. Này, chỗ đây là ma này. Rồi cái tên này. Thấy người ta chặt bớt rồi á. Ai nào cũng sơ hết chỗ đây này. Đó, đi cầu chỗ đây này. Kể mà cũng nổi cho gà luôn á. Đó. Đây này. Cái tên này. Bữa nào thì chặt bỏ chứ. Đây này, bữa nào cái ông già dọn. Đây, thấy người ta dọn rồi này. Ở bên đó người ta dọn rồi, người ta cũng sơ. Đây này. Này, chỗ đây này. Chừng nó mà, mặt đen. Yeah, hay nó bay một khúc đây này. Hay là nó bay lên là nó tắt cho đây này. Yeah. Là nó bay lên ngọn tre luôn hả bà? Nó tắt cho đây này. Tắt chụp ngọn đó. Yeah. Là xung quanh đây ai cũng thấy hả? Mình bà thấy thôi. Người ta không thấy đâu. Mình bà thôi đi cầu chỗ đây nè. Đi xung quanh chỗ đây nè.
thì theo tao bằng đêm á. Rồi là bà mất hồn bà chạy vô nhà luôn. Chạy vô trời. Dạ. Ờ đó. Ôi ma mà nó bay trên đêm. Lâu chưa bà thấy cái thời điểm nào bà? Lâu rồi. Lâu rồi, bây giờ chưa có thấy lại đâu. Cách bao nhiêu năm rồi bà? Mấy năm rồi. Dạ. Mấy năm rồi. Mà bà thấy cái hiện tượng là con là nó hết luôn. Dạ. Con có thấy nữa. Dạ. Vì ông ta, ông thầy người ta cúng, hay con lần con thấy nữa, đi cầu đi đâu là tự do. Dạ. Trời ơi ghê vậy. Thôi vô bà ơi. Dạ. Nghe bà cởi. Nổi cho gà luôn. Sơn vậy. Rồi muốn thầy về cúng hả bà? Muốn thầy người ta cúng, người ta cúng rồi người ta đâu có tính tiền gì đâu, ông thầy mà. Dạ. Rồi cúng xong rồi nó đi luôn, mất luôn. Tới bây giờ không có thấy nữa. Hồi xưa là có thiệt á. Là thấy. Sợ quá. Mà đen á nha, mà nó là đen, mà nó khúc đây này, bự lắm. Nó bay xong rồi nó tắt vào đó luôn. Có thấy mắt mũi hay là không tóc thấy, không bà? Không thấy, bằng đêm không có thấy đâu. Bằng đêm không có thấy hả? Có tóc dài được không? Không à. Không chỉ lên khúc đây thôi. Khúc vậy một chồng meo á hả? Khúc như này. Rồi nó bay lên vậy. Rồi ơi. Sợ chứ ở đây mà vừa rẽ mình á. Chứ đi về cháy vậy. Thầy tại kể nó. Thầy chơi. Tôi thấy đây có là than, là bà làm than hầm đây đó hả? Thằng cháu làm cháu ở ngoài á, phải cháu ở nhà đâu, cháu ở nhà nhỏ không à. Ê là anh xin làm cho đây nè. Trời ơi, đây bà treo cái gì mà cũng thấy món gì chuyện ma, xong mà treo cái này nhìn hết hồn luôn à. Quay qua nhìn hết hồn luôn à. Đó. Treo cái gì mà bà treo con gấu bông hay của ai vậy? Nhìn ghê quá. Đây đó. Đây là cái nhà gì vậy bà? Nhà ô gà nè, nè. Làm cho gà hai con ấp hả? Đó. Đây nữa kìa, đây. Đang đó. Cái này nữa hả bà? Đó. Làm cho gà có ấp cho đó. Đó. Đẹp quá ha, làm như chiếc thuyền vậy á. Đó. Đẹp quá, con gà ấp cả nhà mình. Đó. Còn đây là chuồng bồ câu hả bà? Đó, bồ câu kìa. Chuồng bồ câu này cả nhà mình. Hai con đó, đang ta cho. Lấy mùng nuôi đồ cột đấy chứ. Khổ mà làm vậy chứ bị bà. Muốn nuôi cái gì nuôi vậy á. Đó. Dạ. Có làm hai cái con. Chuồng này là phải có tay làm á, cu nó mới ở á. Đó. Theo con biết là vậy á. Vậy con cũng biết chưa hả? Dạ, chứ không có tay đóng là cu nó không ở đâu đúng không ạ? Dạ. Đó. Làm mong đỡ. Dạ. Rồi có gặp rắn rít được không bà? Hả? Rồi gặp ma rồi có gặp cái gì khác nữa không? Rắn rít được không? Không à. Cái đó là không khai à. Chắc thấy mà hồi xưa thôi. Cái này chắc tháng mưa mới có rắn rít nha. Tháng nắng thì được rồi bà hả? Có chứ. Có mưa chắc có. Dạ. Đâu à? Ở trong một cái ngôi nhà như thế này mà trong cái rừng núi vắng vẻ cả nhà mình. Không có điện đuốc, không có một cái gì hết. Có điện đâu. Trời ơi. Điện thấp nha. Mờ mờ nha. Dạ. Không có sáng thiệt không? Bữa nào có tiền là không mua. Chẳng nào có mua chơi, còn có mua bây giờ thì không có rồi. Không có bây giờ thì không có rồi. Mình làm, mình bán người vậy rồi đủ ăn đủ sống rồi. Đồ bây giờ với ông già ăn thờ, không có ai ăn rồi. Đồ bây giờ ăn hết chân mấy con cháu đưa cho hồi bữa cũng đồ ăn. Không có cho ai gì hết á. Mua miếng tôn rồi đồ rồi, bữa nào có tiền thì mua lại. Bữa nào đón cho đây. Con già cũng tính về thì sao chứ mà chưa có tiền. Nó kiếm ăn bị bà. Mà ông hồi đi xưa nha, mưa hồi ông già bà già già đây nè. Hồi xưa là chặt cuối. Chặt cuối đi rừng miết đi rừng. Mà tới về nhà làm bó cái một cái gạo thôi. Một cái giỏ đổ cho con ăn. Này con lớn hết rồi, đi ở nhà người ta hết rồi. Con trai không à. Có giờ là đâu có cho ăn nữa. Đâu có cho bây giờ ăn nữa. Cho nữa ăn bầy ăn bà. Hai ông già kiếm ăn bầy bà. Nhưng mình không có cá, không có thịt ăn thì mình thường ngày ăn những cái món nào bà?
ăn lá sả đố. Ăn lá sả đố như là ô ba, lá ô ba á. Ông già cũng vậy. Ăn lá ô ba. Đó, ăn hai hết rồi đó. Bà rồi lớn tuổi vậy rồi bà có ốm đau bệnh tật gì trong người mình không? Đây nè, nè. Đây nè, nè, nè. Đau chân hả? Đau vậy. Ông lớn tuổi chưa bà? Ông hả? Dạ. Tôi ông cũng bằng tôi bây giờ. Bằng tuổi với bà luôn. Ừ. Dạ. Bằng đó luôn. Dạ. Thì cái hoàn cảnh người đồng bào rất may trên đây ai cũng khó khăn ở cả nhà mình ơi. Thấy bà chia sẻ và tâm sự thì hoàn cảnh của bà cũng rất thương luôn. Thì hôm nay đâu, con đến đây thăm bà. Con cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ để tặng cho bà nha. Để cho bà mua gạo nha. Chứ hồi nãy con thấy bà nói hết gạo mà ăn đậu mà thấy thương quá à. Ăn đậu thiệt rồi chứ, đó đậu cà chua. Dạ. Cà chua. Ăn đậu với phai mì cả nhà. Ăn vậy thôi. Không biết chó là cưng à, cưng chưa? Cưng chưa? Chó này lì lắm. Sợ. Sợ. Hiền lắm. Bà có thương chó không? Thương chứ, dâm quán. À, dâm quán. Thương lắm. Nó hiền bà lắm. Bà cho con chó nó ăn nha bà. Cô cũng thương cho chó. Cho chứ. Nó tên gì bà ha? Tên Cà Lê. Cà Lê hả? Cà Lê. Nó nhiêu tuổi rồi bà? Nó này không biết rồi. Nó cạnh sau không biết rồi. Ghét quá ha? Mặt nó thương lắm. Cho đi ăn nữa kìa. Đây là cái món quà của một cô ở bên nước ngoài á bà. Cô ấy là ở bên Úc. Cô ấy giấu tên. Cái món quà của cô tặng cho bà. Cảm ơn. 500.000 cô ở bên Úc. Bà cảm ơn cô ở bên Úc á. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa, ba đứa con. Bà mua gạo nha. Mua gạo, mua cá, mua món gì ăn ha. Đừng ăn lá nữa. Thịt mình là ăn cho nó có sức. Ăn chứ, ăn miếc à, ăn đồ đắng không à. Ăn miếc à, ăn vậy mới ngon. Hình như là phải ăn cá cũng được, là gà mua gà ăn kiện thì mua thiệt. Những cái món đó như là cái món của gia đình mình hả bà? Cái đó là ăn, cái đó là lá sụt đậu. Vậy là lá đó ăn ăn được, miễn là ăn đồ đắng không à, mới ngon. Là ông đi khi nào ông mới về? Tới. Tối ông mới về lận? Tới. Dạ. Tới cũng 7 giờ vậy, 7 giờ tới. Dạ, xuống làng hả bà? Mà ông đi xe đạp vậy thì cũng thấy cái tiếng đường xa vậy, nó đi lên biết khi nào mới tới. Thì ông đi xe đạp cho chòi cái chàng cô á. Cho đó. Đây cho đó. Bằng đêm á, để cho đó hay sáng là ông về lại. Dạ. Dạ, lấy canh heo. Con đi xe máy còn thấy xa nữa, huống chi đi xe đạp. Đi xe đạp chứ. Đi đạp chắc lên đây không phải tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ mới tới quá. Hơn. Hơn luôn hả? Hơn tiếng. Còn có 1 tiếng rưỡi về tới trời. Bà có thường xuyên đi xuống làng không? Không à. Không hả? Ở trên đây không à hả? Ở đây luôn. Dạ. Khi nào mà mua cá mắm hay là mua cái gì đó thì ông đi, ông đạp xe đạp đi. Ông đi. Dạ. Ông đi, ông đi mua. Đi mua muối đồ, bột ngọt đồ. Dạ. Vậy. Ăn lá sạch đùi với bếp bà. Dạ. Thấy bà không vui tính cả nhà mình. Thì thôi con xin phép bà con về nha. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, không có gì đâu. Cảm ơn nhiều. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Lần sau thì có cơ hội, có duyên với bà thì con sẽ quay trở lại thăm ông với bà ha. Cũng mong là lần sau tới gặp ông để tâm sự với ông. Cũng được. Chờ ông trời á. Biết con lên ngày nào, giờ nào đâu có ông biết hả? Là ông ở trời. Dạ. Học bữa giờ bà già không à, ở trời. Ông đi miết, đi làng á. Đi lấy canh heo, đồ lá, đồ á. Rồi cắm heo á. Dạ. Vậy ông mang lên một trong vậy nè. Ông đi gục về luôn à, nặng quá.
Không á. Thôi con về nha. Ờ, bà ăn cơm đi, bà ăn cơm chiều đi nha. Thì cả nhà mình hiện tại bây giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi cả nhà. Bây giờ anh em cũng xin phép kết thúc video và về luôn. Thì một lần nữa Đôi Chân Lang Thang cũng xin thay mặt cho bà với ông là cảm ơn cô ở bên Úc. Cô giấu tên ở bên Úc rất là nhiều luôn. Cô không biết nói gì hơn. Chúc cho cô và gia đình cô thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Và cũng cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn đồng hành theo dõi những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì trước khi kết thúc video thì cũng mong cả nhà mình xem video thì cũng đừng quên bấm cho Đôi Chân Lang Thang một lượt đăng ký, chia sẻ video đến tất cả cô chú anh chị mình cùng xem, cùng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.